Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần, gặp thời đổi vận, tiền bạc ùn ùn kéo về sau một đêm. Hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này thì Giáng Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 6 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, nên họ phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, và nhất đó là vấn đề về kinh tế. Họ vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế của mình. Cùng với cách hóa giải thì các hung tinh này sẽ khiến cho các bạn rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể sẽ bị gặp đại hạn trong năm 2022 nhâm dần này, tiểu nhân vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng mà đôi khi cũng đừng vì những cảnh báo đấy mà các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ chúng ta phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống này đến với mình chỉ là để chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn sau những bão tố mà thôi. Và sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước, và nếu nắm được vận mệnh cũng như là chúng ta biết cách hóa giải, giao hạn và đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch này chúng ta vẫn sẽ có được những cái thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có trong năm 2022. Vậy thì ngay sau đây, để cho quý vị có thể biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần như thế nào, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí và cũng có khiếu thẩm mỹ rất tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, và nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận thì ngày càng phải chú trọng hơn. Cần phải để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Ất Tỵ cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, gia chủ tuổi Ất Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Ất Tỵ sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận lại được sự giúp đỡ từ người khác và thậm chí là kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Ất Tỵ luôn tự lực cánh sinh và chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi người khác. Cũng không mong chờ được ai giúp đỡ, thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì tuổi Ất Tỵ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao, đó là một điều rất tích cực ở bạn. Kết quả bạn được ngày hôm nay cũng một phần là nhờ công sức, giúp đỡ của mọi người. Chính vì thế chúng ta hãy nên có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Đinh Mùi, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng, và nếu vẫn còn đang đi làm bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn sẽ duy trì được mức sống ổn định và thậm chí là có người còn có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có một cuộc sống chất lượng hơn. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tốt nhất là nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Ất Tỵ cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính là việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội hơn. Đối với quý vị gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe, áp lực từ công việc khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi chúng ta cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để có thể tu dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Các quý vị gia chủ Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy Gia Cát, tháng này, đường nhân duyên của quý vị gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận ra được sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người xung quanh khi mà chúng ta gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống gia đình êm ấm và tất nhiên đôi khi những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong gia đình luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác và đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết và có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm khó khăn này. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Tỵ 1965 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày càng tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!